chiến tranh đã đi qua hơn 46 năm, nhưng hậu quả của nó để lại vẫn rất nặng nề. Trong đó, Quảng Trị là địa phương có diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn lớn nhất trong cả nước. Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực khắc phục tình trạng ô nhiễm bom mìn, mang lại màu xanh, cuộc sống bình yên cho người dân trên vùng đất lửa năm xưa. Để có được khu vườn cây ăn quả như thế này, gia đình bà Lê Thúy Vân ở thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ phải mất mấy năm trời mới trồng được cây trên thửa đất của mình. Trong mấy năm vừa qua thì nhờ của mấy chú bộ đội, họ đến cái đơn vị bộ đội bom mìn, họ ra phá rồi họ lấy bom mìn đi cho hết, thì từ đó mới gia đình được làm nên những cái vườn cây ăn quả, rồi xoài, mít, rồi tiêu, chè, nói chung tất cả là nhờ các chú bộ đội. Theo thống kê, 5 năm trở lại đây, lực lượng công binh tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và rà phá hơn 2.500 quả bom đạn pháo các loại. Theo đó, hàng nghìn hecta đất được làm sạch. Lực lượng công binh cũng đã hỗ trợ, đã tư vấn và đã điều phối giám sát các cái tổ chức phi chính phủ, phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện, để làm sạch bom mìn. Nhờ vậy thì trên địa bàn huyện Hải Lăng cho đến nay thì chúng tôi đã thực hiện hơn 5.400 hecta là có cái mặt bằng sạch. Mặc dù chịu nhiều khó khăn vất vả, hiểm nguy rình rập trên các bãi bom mìn, nhưng người lính vẫn kiên trì nhẫn nại với công việc thầm lặng nhưng rất ý nghĩa này. Khi mà lấy được một quả bom thì đó là một niềm vui cho chúng tôi, vì chúng tôi góp một phần nhỏ sức của mình vào công cuộc giải phóng mặt bằng cho phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, phục vụ cho người dân sản xuất, xây dựng trường học. Còn bom đạn thì chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ, và tất cả mục tiêu là vì đem lại sự bình yên cho nhân dân. Ở Quảng Trị, diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn ngày càng được thu hẹp, màu xanh của sự sống đã vươn lên trên vùng đất chiến trường xưa. Kết quả đó có sự nỗ lực đóng góp của những người lính công binh trong thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.